Ok, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với một cái series cho bạn Lê Phát, một con sâu USA. Ok, lũng cháo. Một thanh niên đầu tiên đã bị tiêu diệt. Chạy đi đâu chứ khỏi nắng hả bưởi? Wow, con sâu này to thế nhờ. What the hell man? Thanh niên bất ngờ quay xe, không kịp trở tay luôn. Ok, lụm chảo, hai con rồi. Tranh thủ tìm ra cái tên ác ôn đờ lông thôn, nó dám giết mình. Cần phải đi trả thù nó các bạn ạ. Ây da, đây rồi. Và mục tiêu đã xuất hiện. Một pháo bùa vội và hai con rồi. Rắn mặt khỉ với chúng tôi. Em sâu top 1 của chúng ta đang rất to, 1.800.000 điểm. Cần phải nhanh chóng tìm ra cái tên siêu to khổng lồ kia. Ui, thuyền với chúng tôi. Quá đẹp luôn. Một pha bẻ nái quá hấp dẫn. Em top 1 của chúng ta sắp sửa lên 2 triệu điểm rồi các bạn ạ. Ok, vào đây rồi. Lụm chảo. Có vẻ như mình vừa mới tiêu diệt top 1 server à? Phải không nhờ? 2 triệu vẫn đang còn. Chứng tỏ là không phải top 1 server các bạn ạ. Chúng ta đang ở top 3 server rồi. Vâng, tiếp tục một pha bùa vây. Một con sâu cao bồi. Ok, lượm chảo. Wow, đây rồi. Đấy mới là top 1 server các bạn ạ. Hạ thủ nó ngay. Top 1 áo đỏ rất chi là to. Quay xe nào. Vẫn chưa thấy top 1 bay mất. Vẫn 2 triệu điểm kia. Chứng tỏ vẫn chưa phải là top 1 server. Có lẽ sẽ là em sâu cao bồi này các bạn ạ. Em sâu cao bồi này mới là con rắn top 1 server. Chạy đi đâu chứ khỏi nắng bây giờ. Chạy với chúng tôi à?
Vâng, em top 1 của chúng ta toang rồi. Thanh niên đã bay mau. Chỉ còn lại một con top 1 bé hơn. Và bây giờ chúng ta đã lên được top 1 server rồi. 1.100.000 điểm. Tránh thử đi nụm chảo, đồ ăn là rất nhiều. Một con sâu ông vua đã rớt vào trận địa mai phục của mình. Ây da, nguy hiểm thế nhờ. Vâng, tí toang cho pha vừa rồi các bạn ạ. Chỉ một sai sót nhỏ thôi là bay màu ngay lập tức. Ok, lụm chảo màu trắng này luôn. Cái đuôi của nó rất dài. Nguy hiểm thế nhờ. Quá nguy hiểm cho pha vừa rồi. Một pha quay sẽ không ổn áp tí nào. Ây da, áo trắng bẻ lái ẩu đấy nhở. What the hell man. Mày hả bưởi? Bưởi với chúng tôi à? Quay xe nhanh còn kịp. Em sâu của chúng ta lại lên được top 1 server rồi các bạn ạ. Quá nhanh và quá nguy hiểm. Uầy, con rắn này to thế nhờ. Lụm chảo. Mày hả bưởi? Quá nguy hiểm. Cần phải hết sức bình tĩnh. Đấy rồi, một con mồi rất thơm. Thanh niên siêu to khổng lồ. Dám ca ét đồ ăn của mình à? Wow, một con sâu rất to luôn các bạn ạ. Sao cái xác của con này to thế nhờ? Các bạn có thấy là nó còn to hơn cả con của mình không? Trong khi đó con của mình là top 1 server đấy các bạn ạ.
cái gì đó nó sai sai ở đây rồi. Không hợp lý cho lắm. Đấy rồi Lợm Chảo, mình đã tiêu diệt được nó rồi. Pha quay xe cứ gọi là đỉnh của chóp. Ui, nguy hiểm thế nhờ. Tí toàng cho pha vừa rồi các bạn ạ. Thật là may mắn. Wow, khu vực này rất nhiều sâu to. Một cuộc rình rập bắt đầu. Ông vua dâu kẽm với chúng tôi. Ây cha. Chạy đi đâu hả bưởi? Vâng, chúng ta đã bao vây được con sâu chú hề rồi. Một con sâu rất to. Lụm chảo. Sâu tay to với chúng tôi. Rất nhiều đồ ăn free. Cơ hội để chúng ta gia tăng điểm số. Vâng, 2 triệu điểm rồi. Các bạn đang xem video thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Quá nguy hiểm cho pha vừa rồi. Một pha đấu đầu lắm, 50-50. Lụm chảo. Quá là khét cho pha vừa rồi. Ây da. Áo trắng với chúng tôi. Chạy đi đâu cho hết lắng bây giờ. Vâng, thanh niên áo trắng của chúng ta cũng đã toang rồi. Em ấy đã bị mất lái. Một cặp mắt sát thủ đây rồi. Pha quay xe là quá ngọt. Vâng, 3 con nó trâu đầu ở đây các bạn ạ. Lụm chảo.
Xấu đâu vào đây với chúng tôi à? Tiêu diệt hết, không để thoát con nào cả, không để thoát một con nào. Em sâu của chúng ta là một sát thủ thực thụ rồi. Sát thủ của những sát thủ. Một pha bẻ lái quá khó luôn. Mục tiêu 3 triệu điểm cho bạn Lê Phát. Chúng ta sắp sửa hoàn thành được cái mục tiêu này rồi. Đấy rồi, chạy đi đâu cho hết nắng nhỉ? Lại gặp cái con sâu mặt nì ở đây. Lụm cháo. Thanh niên bờ môi cánh sen hồng. Hãy xem ta đây. What the hell? What the hell man? Chạy đi đâu chứ khỏi nắng nhờ. Và con sâu của chúng ta đã lên được 3 triệu điểm rồi. Đẳng cấp đấy. Đẳng cấp đã lên tiếng. Không đi đâu phải vội vàng cả. Ái chà. Lụm chảo luôn em nào trắng này. Mà một con sâu rất nì nợm. Dám tốc biến trước mặt anh à? Quay nguy hiểm thế nhờ. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và xin hẹn gặp lại các bạn ở một video tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn, bye bye.